là một chiếc ghe cây đang đi ngược chiều các bạn, đang đi ngược nước và nó đang chuẩn bị đi qua đoạn cua nha. Quá giờ lại chạy quá chạy rồi, phía sau xà lan cũng đang đi lên. Xà lan chở đá các bạn, đây là chiếc xà lan mang biển số Bình Dương. Rồi thì mấy chiếc xà lan này nó sẽ đi Bạc Liêu hoặc là Cà Mau các bạn, chở đá từ Hòn Đất đi từ Kiên Giang đi các tỉnh khác nha. Chiếc ghe chở mấy cái cano composite. Chiếc cano này quá đẹp các bạn ơi, chiếc cano mới nãy chở gạch nè, nãy chở thêm hai chiếc cano nữa nè. Ở trên có một chiếc xà lan rất là lớn đang đi lên nha. Chiếc cano đẹp quá, chiếc này đi câu là hết sảy à.
kiểu đẹp quá. Xà lan đánh còi quá à. Không thấy nổi ở phía trên nha. Chạy chậm chậm gà lên để xem phía trên này có xà lan đi ngược chiều hay không. Thank you.
xà lan làm cây còi quá khắc, giống còi xe container quá. Canh các bạn, đây là một chiếc xà lan cabin trước nha, chiếc xà lan rất là đẹp. Chiếc phà chở xe cốt, một bạn trẻ đứng phía trước để chỉ dẫn cho hai anh phía sau chạy và lái nha.